Cô vào trong này, sao lại đứng đây? Anh. Tôi già rồi. Chưa 50 thì có gì là già? Thằng Sinh nó mang tuổi trẻ của tôi vào chiến trường. Chồng tôi cũng thế. Nhưng cô nên đi đắp đê thì hơn. Có điểm, có gạo, lại được khen thưởng. Dính dáng với tôi làm gì cho thêm rắc rối. Tôi có phải là thân Châu đâu. Tôi. Có gì cho tôi ăn với? Cô đừng làm tôi buồn. Anh mà đuổi thì tôi tủi. Anh. Kìa. Hai người ngồi im. Giơ tay lên. Chú Hiến, vào uống rượu đã. Tôi sẽ trả nợ ông. Nhưng việc ông hủ hóa với vợ bộ đội, như vậy là vi phạm kỷ luật thời chiến. Bây giờ hai người theo tôi về xã. Đi chứ. Thì đi. Chúng tôi đang trực chiến đêm ngày lo chống Mỹ cứu nước. Còn ông ngủ với vợ bộ đội. Đem cái đèn ra đây. Vâng ạ. Giấy bút đây. Đương sự viết kiểm điểm xem đã ngủ với nhau ra làm sao. Thế mà chỉ phải viết kiểm điểm thôi à? Chúng tôi đang thức, chưa ngủ. Ấy đấy, thức mới là vấn đề. Viết đi.
Thì viết. Chú Yến bắt của ta nhưng mà... Còn dễ hơn đắp đê. Chú Yến đi qua đây mà tôi nhìn thấy rõ ràng. Đấy bà xem. Bà ơi! Bà ra mà xem chị Bình với ông Bạch Vân kìa. Thôi, chị về đi ngủ đi nhá. Nó nuôi cả nhà này trên vai, bụng trâu cũng như dạ bò. Sao lại làm nhục nó? Đấy, chỉ khổ cái thân già chú Bình Vân nhà ông. Nó là em tôi. Nó quá vợ hơn 10 năm rồi. Cũng tại nó một phần, chứ đâu tại người ta. Ông cả nói thế là phải. Tại cả hai. Đứng lên con. Mẹ. Mẹ quá cũng độ tuổi con. Mẹ biết. Chú làm xấu cả họ Nguyễn nhà mình. Kim đã có chỉ, chú sâu vào làm gì? Tôi về. Nửa tháng nay tôi đã định không ra đây nữa. Nhưng rồi lại ra. Anh có đuổi tôi không? Không. Anh sợ à? Thank you.
phải nói cho khéo. Tính ông này khác người. Tôi đã phổ biến 34 cái báo tử trong xã này rồi, ông khỏi lo. Người của xã mình chết thế kẻ cũng nhiều. Ông Bạch Vân ơi, chào con các bà. Có tin thằng Sinh nhà tôi không? Có tin thằng Sinh đi. Nhưng không được vui. Nó hy sinh rồi. Chiến tranh còn dài. Không chỉ một mình thằng Sinh. Gọi ngay cả Hàn ra đây cho tôi. Vâng, để tôi đi. Kể từ hôm nay, gia đình ông là gia đình liệt sĩ. Xã thi hành chính sách, có chế độ ưu đãi. Còn vụ vợ thằng Bình coi như xóa. Rồi đây, xã tiến hành làm lễ truy điệu, sẽ mời ông sau. Tôi buôn bán là thất đức. Thằng Sinh nó bỏ tôi mà đi rồi. Đời tôi chẳng ra gì. Chú Bạch Vân, chú bình tĩnh nè. Tôi để dành những ít tiền, định nó về là cưới vợ cho nó. Thế mà bây giờ nó cưới cô sáu tấm rồi. Này, nghe chú, làm thế lấy gì mà sống? Chú, chết tôi rồi, không có cái ảnh nào của nó. Được, để hôm nào tôi mời ông thợ vẽ ở trên huyện về truyền thần. Bảo thằng Thịnh nhà tôi ngồi làm mẫu. Hai đứa giống nhau, vẽ cái cầm hơi ngắn là được. Anh cho thằng Thịnh hương khói cho tôi, anh nhé. Ừ. Em báo với anh một tin, không biết anh sẽ vui hay buồn. Chuyện gì vậy? Thằng Sinh không về nữa. Có gì làm tôi buồn hơn thế? Em có chửa với anh rồi.
Nhà anh không có hầm, tệ quá. Được rồi, được rồi. Ngày mai tôi sẽ đào. Bây giờ tôi không còn sống độc thân một mình nữa. Thằng Mỹ đã tính tới cái bến này rồi. Chào bác ạ. Các chú làm gì ở đây thế? Tối qua chúng nó đánh sập mất hai nhịp cầu Thiên Lương rồi. Chúng tôi sẽ bắt cầu phao qua đây. Các chú làm cầu phao là mang bom đạn về. Làng tôi chẳng còn mấy người. Đây, 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 cô em ơi, xem nó nào. Đường này bỏ lâu rồi, chở đá về làm gì nữa? Để đón cô em về dinh đấy. Lấy lính để mà quá sớm à? Lính một ngày bằng dân cày một tháng biết chưa? Từ nay tôi vỡ niêu rồi, không còn ai phải lụy tôi nữa. Cứ thắng được Mỹ cái gì cũng có. Ông mà cũng nói được những lời tuyên truyền à? Đâu có, tôi chỉ muốn cô yêu đời. Đừng đau khổ như tôi. Xin nhường lại cho chị Bình. Chỉ có chị ấy là người sung sướng. Đừng có bép xếp. Tôi không muốn buôn bán gì nữa. Chỉ muốn hương khói cho thằng Sinh. Nói chứ, tôi theo nó. Anh như thế là cũng bi quan. Ngày mai tôi sẽ bán đò để đi thanh niên xung phong. Nghe nói ở Trường Sơn vui lắm. Tôi đến để chào anh. Xin chào cô. Mong cô có ngày về lấy chồng. Thôi, tôi đi đây. Bố ơi, cho con xin hốc nước. Bố ạ. Thằng Sinh nhà tôi cũng giống mấy chú em đây. Nhưng nó hy sinh rồi. Chúng con cũng chẳng biết thế nào đâu ạ. Đừng nghĩ thế. Mà nhà bố mẹ các em máy mắt. Tôi cầu mong các em bắn được nhiều máy bay Mỹ, rồi về với gia đình. Mọi người đang chờ các em. Hẳn tới đây bố ạ. Quê con ở Đồng Đay, thiếu người lắm. Thôi bố ạ, nghe nó nói mà thêm nỗi lòng. Chỉ có bố là hạnh phúc nhất đấy. Đêm nào trực chiến, bọn con cũng thấy có con gái vào quán của bố đấy nha. Mà thôi, bố đàn cho bọn con nghe đi. Rồi rồi, nhưng các em chớ có ba hoa. Chuyện đâu để đó đi nhé. Chị vào đi. Chị ngồi đây. Thôi bố ạ, để chị hát cho bọn con nghe. Chị. Đúng đấy. Chị hát đi. Oh.
Chị Bình, chữa cầu chứ không phải đi đắp đê đâu. Tôi tìm ông Bạch Vân. Đề nghị ô tô dừng lại. Cầu hỏng hết rồi. Các đồng chí, ô tô dừng lại. Anh Bạch Vân, có giúp tôi một tí nào. Đưa tôi cầu lên cái. Anh Sơn đi lấy thêm gỗ đi. Sức anh không được như mấy chú em đây. Nào, nhanh lên. Anh về sửa đi. Đây. Kẹo cảm han. Thôi, cô ở lại giúp họ đi. Mà cô không làm được việc nặng. Nhưng tốt nhất là cô phải về. Ông Bạch Vân ơi, tôn bài hết rồi, sẽ không qua được, chỉ có ông mới cứu được chúng tôi thôi. Chúng tôi cần ít ván thương. Khắp xã này không đâu có ván dày gì thế này. Ông giúp họ. Các chú lấy đi. Cảm ơn ông. Ông thật có tinh thần. Xã mà được đơn vị quyết thắng sẽ ghi công ông. Các đồng chí khẩn trương. Bố để con. Bạch Vân ơi, phải dỡ hết mới đủ. Các chú cứ dỡ hết đi. Thank you.
bác cho tôi ở tạm trong nhà Tư Đường. Bác đồng ý chứ? Tôi đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Vì trong đó còn chất đống ô rê. Để tôi tính đã. Alo, alo. Thôi được. Mời bà chú con dọn lên một góc. Tin đặc vâng. biệt của đài truyền thanh xã. Đêm qua, bà con xã ta đã giúp bộ đội khẩn trương chữa cầu. Xã biểu dương ông Bạch Vân đã có tinh thần hy sinh dỡ nhà làm cầu. Hoàn chú làm vẻ vang cả họ. Sau đây là bản tin chiến sự đặc biệt. Ở đây ông ghê. Ờ. Mà cũng chẳng sợ máy bay nữa. Ra chú đừng bán căn nhà cũ. Hả? Chú sẽ làm căn nhà mới. À này. Chú dặn một việc. Nói với chị Bình chú đã dọn về đây ở. Được không? Được ạ. Vào đây, cứ thế nhá. Vâng. Nó vẫn bình thường chứ? Vẫn. Cô có thèm ăn gạch non không? Không thấy thèm. Chỉ thấy thèm con châu chấu nướng. Mà bắt mãi không được. Mai tôi bắt cho một nắm. Tôi dặn cô, thấy dây mũi châu không được nhặt, kẻo xót nhau đấy. Sao mình không được như người ta hả anh? Em muốn giữ con cho anh. Cho em. Chỉ sợ ông Tạc bới ra thôi. Em không chịu nổi thói đời. Tôi cũng nghĩ như em. Bây giờ em về đi. Kẻo xương xuống lại bị cảm hàn. Được, để tôi tính. Tại
tại sao đợt này không cho tôi đi đắp đê? Còn hơn ngàn mét khối đất nữa, cô có thể được lên anh hùng. Nhưng cô không đạt khâu đạo đức. Không cho tôi phát đất thì lấy đâu công điểm nuôi mẹ chồng tôi? Phát đất cũng là công việc quan trọng, phải chọn người tử tế. Chứng cứ đâu ông bảo tôi là người không tử tế? Có đấy, tôi có đấy. Chỉ vài tháng nữa thôi, cả cái xã này biết hết. Để xem các ông làm gì được tôi. À, ông có việc gì nào? Hôm nay mùng 1, con thắp hương ông bà thay mẹ nhé. Con không được sạch mẹ. Bình, ngồi xuống đây. Con được giấu mẹ. Mẹ không như người ta đâu. Mẹ... Bây giờ con định thế nào? Con không biết. Con không biết mẹ. Con phải theo Châu cho kịp thời vụ đã. Xã không cho con đi đắp đê nữa rồi. Con đi cày cũng được, nhưng phải lội. Đừng bước qua mương. Châu có lòng cũng không được đuổi. Vâng. Còn nhá. Vâng. Phải giữ sức. Còn à. Vâng. Chị Bình, chị về ngay, bà nguy rồi. Phép con dâu chống gậy đưa mẹ chồng. Bảo nó vứt ngay đi.
này này, ông Thảo nói đúng, về cơ bản đang phải theo lệ lạc, mà cô có tử tế gì cho căng. Thôi đi. Tôi thách các người đấy, hỏi có ai thương mẹ chồng bằng tôi không? Có ai 10 năm vác đất nuôi mẹ không? Để chị ấy chống gậy thay chồng, thời nay là thế. Thiêng, xin mẹ chứng giám. Con mới 28 tuổi, chồng con sống chết thế nào con không hay. Hôm nay con soạn lễ 49 ngày chu tất rồi. Mẹ cho con đi với ông Bạch Vân. Con biết mẹ đã hay từ lâu, nhưng mẹ không như người ta. Mẹ chỉ buồn mà không nói. Giá như mẹ còn sống thì chưa chắc con đã đi. Mẹ khôn thiêng, xin mẹ phù hộ. Ông cả, có giấy báo tử anh Bình. Ông đặt lên bàn để tôi vái vong linh nó một vái. Ông ngồi chơi ta nói chuyện. Thằng Bạch Vân với con Bình đã bỏ làng đi từ hôm qua rồi. Tôi biết mà. Sao mà tôi cho nó đi đắp đê, nó còn rủ dê làm hư hỏng cán bộ nữa.
Bây giờ đôi ấy mà rơi vào tay tôi là không yên đâu. Cái đó thì tùy tâm. Nhưng giá giấy tờ về sớm vài ngày thôi thì chúng nó không phải bỏ đi. Ngày đầu con bé có chữa rồi đấy. Tôi không quan tâm. Thế còn giấy báo tử và cả cái nhà này. Bây giờ ta sang mở cửa nhà nó, đặt giấy lên bàn thờ, rồi báo cho thằng Định em nó. Theo tôi, xã nên giữ cái nhà cho thằng Định. Thôi, ta đi đi. Thịnh đâu? Dạ. Nhớ ghi vào sổ ngày 13 tháng 4 là ngày chú Bạch Vân bỏ nhà ra đi, để sau này làm dỗ. Vâng ạ. Nhờ khoán sản mà năm nay nhà tôi thu hoạch nhiều lắm cô ạ. Tốt lắm chị ạ. Có anh bộ đội mới về kìa. Gánh đi bán đấy phải không? Mới về đây hả Thịnh ơi? Dạ. Chào anh Thịnh. Chào các chị ạ. Thịnh nói hả? Hết tên nhau rồi hả? Vâng. Còn bác vẫn xã đội chứ? Thôi, già rồi, bây giờ chăn bò. Về nhé. Tối tôi sang. Dạ. Bố làm gì thế? Nó hay còn bé. Để thư thư đã bố. Không được, mày về là tao mừng lắm. Gọi nhà ta cứ đứa nào khá khá là đứt gánh. Có tin gì của chú Bạch Vân không hả bố? Chắc là chết rồi. Thế còn chị Bình ạ? Coi như là chết. Thương thật. Ăn nằm với nhau bao nhiêu lâu mà không để lại được đứa con. Từ ngày mất quán thì ăn nằm ở đâu? Ngay trong nhà từ đường chứ đâu. Mày nói thật hay đùa đấy? Hồi ấy tôi đứng ở gốc muỗng canh cho họ mà. Lên đây. Vào đây. Cái roi này đã dạy mày nên người. Nằm xuống. Tao đánh mày 20 roi để tạ tội tổ tiên. Nằm xuống, nhanh lên. Tùy bố, nhưng bố đợi tôi cởi phù hiệu ra đã. Tôi là con bố, nhưng là bộ đội cụ Hồ. Xong rồi, bố đánh đi. Thôi được, tao không đánh mày làm gì nữa. Bây giờ mày xuống bắt lợn đi. Nó nằm ở đây phải không? Phải.
Chị Bình. Chị Bình. Chị có nhận ra em không? Sao lại không? Ông Mãnh. Chị chỉ sợ em quên chị thôi. Quên thế nào được ạ? Mà... Bác Cả có nhà không em? Có đấy. Chị vào nhà đi. Đi con. Bố ơi. Chị ngồi uống nước. Ngồi đây con. Chắc bố em đi đâu đấy thôi. Chị uống nước đi. Chú mặc chị. Chú Bạch Vân hiện ở đâu hả chị? Ông ấy đây. Giống thế mà anh không nhận ra em à? Chị đưa cháu về gặp bác và bà con xin nhận họ cho em. Nhưng... chắc bác trốn chị rồi. Chắc bố em đi đâu đó thôi. Chị và cháu sẽ chờ. Con của chị không thể không có họ hàng thân thích. Bao lâu chị cũng chờ. Vào đi. Đưa em sách cho. Sao không con? Có đau không? Lần sau phải cẩn thận nhé. Cháu vào lễ tổ tiên đi.